Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh youtube Sermon News Today và blog Nguyễn Nam com Trong cái video ngày hôm nay Thắng sẽ gửi tới mọi người một số những thông tin cập nhật về tình hình thị trường crypto cũng như là token Sermon Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết, những chia sẻ của Thắng như thường lệ chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Nếu như chúng ta chưa từng biết tới token này hoặc chúng ta mới nghe nói và muốn đầu tư vào cái token Sermon thì hãy nghiên cứu thật kỹ trên các cái trang mạng quốc tế ở các kênh YouTube nước ngoài cũng như là kênh YouTube của Thắng để cho chúng ta có một cái nhìn khái quát hơn về cái dự án Sip môn à, và mọi người cũng có thể ghé qua cái blog của thắng com để, để hiểu thêm thông tin chi tiết về cái token này thì đầu tiên là chúng ta cập nhật một số những cái tin tức về thị trường crypto thì đầu tiên là cái khối lượng giao dịch tiền điện tử Ấn Độ đã giảm tới 72% ở một sàn giao dịch kể từ khi luật thuế có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 4 là chúng ta có thể thấy rằng là cái cái luật này nó làm ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ và thậm chí nếu như một cái lời kêu gọi mà đập trước trong cái quốc hội của Ấn Độ mà thằng đã đưa tin đó, đó là đánh thuế 50% thì chắc chắn là nó làm cho cái thị trường tiền điện tử của Ấn Độ Ấn Độ sẽ bị sụp đổ một cách nghiêm trọng à, ngày càng có những quốc gia cố tình tham lam và đưa ra những cái mức thuế như vậy thì chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường và cái bằng chứng đó chính là cái giá của Bitcoin trong ngày hôm qua đến ngày hôm nay nó đã giảm cực kỳ khủng khiếp hôm nay theo tháng kiểm tra là nó chỉ còn khoảng 39.000 mấy trăm đô la thôi thì nó là một cái con số rất là tệ thì không biết đến khi mà uh, trong những ngày tới thì sẽ như thế nào đây uh, 72 phần cố vấn tài chính cho biết họ có nhiều khả năng đầu tư tài sản của khách hàng vào cryptocurrency nếu sản phẩm ETF giao ngay được cung cấp tại Hoa Kỳ đó thì người ta ở Mỹ thì thường thường là nó có hai hình thức đầu tư một là người ta đầu tư chứng khoán hai là người ta đầu tư theo cái dạng uh, ETF thì nó giống như một dạng quỹ tiền quỹ quốc tế nó sẽ là quỹ chung quỹ mở thì thường thường mình giao giao dịch với cái quỹ này thì cái cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ thấp hơn nó an toàn hơn bởi vì thị trường cryptocurrency nó dao động rất là mạnh trong một buổi chiều nó có thể lên hoặc xuống đến tám 10 mà đối với bitcoin mà mình cứ tính cái cái tính cái cái số tiền như thế thôi là nó rất là lớn cho nên là cái lượng người đầu tư vào cryptocurrency thường thường là sẽ ít hơn so với đầu tư vào stock ở bên các nước châu châu âu tuy nhiên là khi mà những cái sản phẩm như kiểu future hoặc là etf giao ngay này thì thường thường là sẽ thu hút nhà đầu tư hơn bởi vì cái khả năng nó lợi nhuận nó cao hơn ừ, ý muốn nói ở đây là cái khả năng thu được lợi nhuận nó nhanh hơn Uh, Giám đốc FinTech của Ngân hàng Trung ương Anh Varun Paul đã rời tổ chức để gia nhập công ty bảo mật cryptocurrency Five Blocks. À. Rồi có hơn 20 máy ATM đã được cài đặt hàng ngày trên khắp thế giới vào tháng 3. Đó. Hàng ngày nha, tức là 20 mà nhân với 31 ngày ạ, có hàng trăm máy ATM Bitcoin đã được đã được 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 được, được hoạt động đặt ra. Đó, khá là bất ngờ đó. ngày càng có nhiều cái 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 bằng chứng cho thấy rằng là Bitcoin cũng như là cryptocurrency là một trong những cái gì đó không thể thiếu đối với thị trường. Và nó đã trở thành một cái phần tất yếu ai có Bitcoin thì có thể rút tiền như bình thường. Không vấn đề gì hết. Uh, Bitfinex Exchange này và cái Tether này đã vừa mới gây quỹ 36 được 36 cái Bitcoin tương đương với 1,45 triệu đô la cho những cái gia đình ở El Salvador ảnh hưởng bởi cái việc bạo lực của gang 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 là xã hội đen kiểu kiểu uh, băng đảng đó. đó. Rồi uh, Cardano nó thông báo rằng cái Cardano Wallace nó thông báo rằng là có 1.600% tăng trưởng cho năm 2022. Đó. Rồi thì đây có một cái cái story về cái lý do phân tích này là có những cái chuyên gia họ nhận định là có khả năng mà sẽ bị đâm về cái mức 30.000. Đó thì thì cái câu chuyện này rất chi là nguy hiểm ha. Thì để xem xem qua cái bài viết này, đó thì nó cũng có nói. Đó bởi vì là khi các nhà đầu tư chuyển tiền mặt sang đặt cược an toàn hơn với các cái tài sản đầu cơ, đó thì chắc chắn là cái lượng tiền nó 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 đã bị chuyển đi thì, thì nó sẽ giảm thôi cái điều đó là cái điều tất yếu không tránh được thì bitcoin cũng giảm ethereum cũng giảm shiba inu cũng giảm và sẽ môn cũng giảm thì sẽ môn đã quay trở về cái mức có ba con số không đằng sau và đầu đầu chín đầu tám rồi à. rồi có thông tin này thì nó cũng không có cái gì cả cơ bản là chúng ta phải chờ đợi trong cái thị trường hiện tại thôi nó rất chi là nguy hiểm dao động rất là mạnh chúng ta phải hết sức lưu ý một số thông tin về Shiba Inu thì Shiba Inu thì chuẩn bị ra mắt các cái lô đất thì ở đây ạ thông báo của nó là có 36.431 lô đất đất được thiết lập để mở khóa giai đoạn giới thiệu ship theo Metaverse đồng thời tiết lộ các phần của bốn quận khác nhau quận tăng trưởng quận quốc phòng quận công nghệ và quận tiền tệ. Tổng cộng Shiba có Metaverse sẽ bao gồm 1 500.595 mảnh đất. Giai đoạn đầu tiên này là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Đó là xác định giá trị đất dựa trên vị trí của nó. À, sự kiện đấu thầu trong giai đoạn đầu tiên dự kiến kéo dài trong 3 ngày tức 72 tiếng kể từ khi bắt đầu. Và sự kiện tiếp cận sớm đối với một số lô đất. Đó, thì mình sẽ khóa cái list cái token cái token này hoặc là NFT Shiboshi của họ để mà chúng ta <laughs> tham gia vào cái sự kiện mua cái metaverse này. Đó thì anh chị cô chú nào mình có nhiều Shiba Inu có cả list token hoặc là NFT Shiboshi thì chúng ta có thể tham gia đấu thầu để mua cái cái uh, metaverse cái Shiba land nha. Thì uh, chắc chắn là trong cái thời gian đầu á cái hiệu ứng Shiba land nó sẽ khá là hấp dẫn và cái giá nó tăng trưởng một cách chóng mặt nhưng mà mình phải lưu ý như thế này hầu hết các cái token uh, nào ấy, nó vừa mới ra mắt hoặc nó có cái ICO ấy thì tất cả nó đều được cái bọn đẹp nó nó thăm lên rất là mạnh thì sau đó trong khoảng một tuần hai tuần bắt đầu là nó giá nó đi xuống nó mất thậm chí đến 80 phần trăm cái 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 đỉnh của nó cho nên chúng ta phải lưu ý là cái việc chúng ta mua ấy là xem khi mà chúng ta khóa cái list này chúng ta mua được cái len đó thì cái len nó có bán được ngay hay không hay là chúng ta phải giữ cái len đó bao nhiêu lâu một tháng hai tháng hay bao nhiêu năm nếu mà chúng nó cho nó cho chúng ta giữ trong khoảng 2 tuần 3 tuần thì rất coi chừng là cái khả năng chúng ta mua thì đắt mà bán thì sẽ bị lỗ còn nếu mà chúng ta xác định mua cái len nó chúng ta phải hold cho nó dài ra hoặc là nếu mà bán được ngay thì chúng ta phải canh cái thời điểm chúng ta có lời bao nhiêu phần trăm theo cái mục tiêu của, của mọi người chúng ta chốt đi chứ không nó xuống một cái là là, là thôi chứ còn thắng không có đầu tư vô cái cái Shiba Land này nên là mình cũng chỉ đưa một số những cái tin tức cập nhật cho mọi người thôi. Nào, mọi người xem qua. Cái tin tiếp theo về Shiba đó chính là có những cái thông tin về cái uh, con token này. Vì nó đang nhận được sự tin tưởng từ cá voi, tiền điện tử. Nó có thể giúp tăng giá trị của nó trong cái quý 2 này. À, thực tế ra ấy, thì là từ đầu năm đến giờ là Shiba Inu nó cũng không có tăng được nhiều thậm chí nó còn bị đi xuống ấy, vì cái sự điều chỉnh của Fed thì nói thẳng ra thì Shiba Inu nó cũng chỉ là nạn nhân của các cái cái, cái việc này thôi đến Shemun rồi đến cả Bitcoin hay là Ethereum nó cũng thế nó cũng phải đi theo cái thị trường và ngày càng có cái sự chi phối của nhà nước ấy. thì nên nói thẳng ra là nếu như bảo là mình thao túng thì không thế giới ngầm thao túng thì thế giới phẳng là thao túng đó, thì thì ở đâu nó cũng là con người tác động vào nó cả thôi cái giá trị của một cái sản phẩm của một cái đồng tiền nó cũng là do con người quy định chứ còn về bản mặt chất đấy nó nó sẽ là tờ giấy lộn khi mà không ai chấp nhận cái đồng tiền đó và sẽ là một cái đống uh, cốt vớ vẩn vì khi không không ai muốn thích cái đồng token đó hay đồng coin đó thế cho nên đó là sự thao túng thao túng nó xuất hiện từ ngay từ cái khi mà chúng ta có những cái đồng tiền bằng giấy bằng xu rồi chứ còn đến bây giờ nó chỉ là một cái hình thức khác trong cái việc thao túng thị trường mà thôi. Cho nên, uh, Shiba Nu nó cũng vậy, nó cũng sẽ cần uh, cái sự hấp thu của thị trường và nó cũng sẽ phải đi theo cái xung lực của thị trường. Khi anh mua nhiều thì tôi tăng, khi anh mua ít thì tôi, tôi phải giảm thôi. Còn cái việc Shiba Nu làm thế nào để được cái mức giá mà như chúng ta tưởng tượng là nó phải giải quyết cái bài toán đó chính là cái vốn hóa thị trường là năm nghìn. 5,89 nghìn tỷ đô la. Nếu như nó muốn đạt cái mức một xu này, thì à, bây giờ ấy, cái mức này là cái mức gần như là không thể. Cho nên ấy, là cái việc tốt nhất đó chính là thời gian và token đốt nhiều hơn, cái thanh khoản tăng nhanh hơn. Thì như thế thì giá sẽ môn, à giá Shiba bay mới bay được. Chứ còn để nó đạt đồng một xu trong thời gian ngắn thì nó là điều rất khó. Đó. Rồi, thì cô chú anh chị có thể vô cái trang Analytic Insight. Net để chúng ta tham khảo một số những cái thông tin về cái uh, token token Shiba Inu họ viết cũng khá là hay, khá là chuẩn đó. <laughs> Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một số những cái tin tức cập nhật về token Shimun. Thì đầu tiên là cái tin tức cũng trên Analytic Insight. Thì trên này có một cái bài viết là Bitcoin đã đá xoáy Shimun. À, uh, bởi vì là đây nó viết là ít hơn Shimun gần 5 tháng tuổi cung cấp một hệ thống thanh toán nhưng mà nó cung cấp một thanh toán hệ thống mạnh mẽ hơn và không cần thẻ đó thì theo nhà sáng lập Bitget việc sử dụng thẻ đã lỗi thời và thị trường đã chuyển sang thanh toán không dùng thẻ hiện nay đang được tạo điều kiện thuận lợi blockchain do đó thẻ sẽ muôn không phải là một sản phẩm cần được quan tâm nhiều vì tác động của nó đối với ngành là hoàn toàn bằng không thì thì cái cái quan điểm này thì theo ở ở nước ngoài thì thắng không có biết Đấy nhưng mà ở Việt Nam thì cái việc dùng thẻ nó là cái điều vẫn còn sử dụng rất nhiều và xếp môn ra thẻ nó cũng là một cái ý tưởng không phải là tệ bởi vì là con người ta có một cái xu hướng đó chính là thích cầm vào những cái vật thể vật lý hơn bởi vì đành rằng là chúng ta biết điện thoại smartphone thì ai cũng có thế nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện mua điện thoại smartphone tích hợp những cái tính năng thanh toán online và không phải smartphone nào cũng có cái điều đó làm được cái điều đó đâu cho nên là cái thẻ nó vẫn có cái gì đó nó mang tính an toàn hơn người ta cầm cái thẻ cho người người ta vẫn cảm thấy nó yên tâm hơn tự tin hơn đó thì nó sẽ có những cái cái cái, cái solution backup chứ không thể nào mà ông chỉ có mang mỗi cái điện thoại audio đi, thanh toán ở đâu cũng được tất nhiên như thế là tuyệt vời nhưng mà nó sẽ cần thời gian để 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 con người thích nghi bởi vì hiện tại trong một cái thống kê đó chính là có một triệu người buổi tối hoặc không còn không, không có cơm mà ăn có hàng tỷ người còn đang vật lộn hàng ngày đi làm chỉ để kiếm được ba bữa cơm hàng ngày và họ không để ra đồng, đồng tiền dư nào cả thì thử hỏi xem họ quan tâm gì đến smartphone họ quan tâm gì đến 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 công nghệ blockchain nào thì cái cái có sẽ muốn làm để nó gần hơn với con người cái mà sẽ muốn làm nó là làm cho ai cũng biết sẽ muốn bây giờ gambia có phải ai cũng có smartphone dùng đâu nhưng nếu người ta có thẻ sẽ muốn thì người ta có thể thanh toán bình thường đúng không ạ thì đó là cái câu chuyện sẽ muốn đi gần hơn với con người. Đặc dù mặc dù blockchain nó là điều quan trọng và để phát triển, nhưng con người cần thời gian để tiến hóa. Chứ con người không thể nào nói một phát là làm được ngay. Nếu mà thế thì ai cũng là Albert Einstein, ai cũng là Joe, ai cũng là Donald Trump rồi ai cũng là 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 là, là Bill Gates hết rồi, ai cũng giàu hết rồi chứ cần gì ngồi đây mà xem video có thắng. Rồi đó. Cho nên là xét theo quan điểm của, của cá nhân thắng thì Bitget nói không sai. Thế nhưng mà Bitget nó đang không đi đi sâu sát vào người dân. Và đó chính là lý do thắng không có đầu tư vào cái Bitget mặc dù biết nó có tiềm năng đó. Thế nhưng mà khi mà nhìn vào cái roadmap của nó thì mình cảm thấy chẳng thích một chút nào cả vì nó rất là, là sơ sài. Thì ừ thì cứ cho họ nói gì thì họ nói thôi. Còn môn thì nó vẫn có một cái gì đó nó chỉn chu hơn và cái background của nó thì thằng thấy nó tuyệt vời hơn. Còn nếu mà cô chú anh chị đang cái hầu cái 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 token Bitget này hay Price này thì mình cứ hầu nhá, chứ không không phải là vì thằng nói vậy mà bán đi đâu. Bởi vì là nó cũng không phải là tệ nha, nó cũng khá là tốt đó. À. Ờ, chúng ta chụp chung một số thông tin về cái uh, SEMUN burn token thì trong 24 giờ qua có 22 triệu, hơn 22 triệu tốc, mã thông báo đã được đốt đi con số tăng hơn một chút thì có cái số lượng xả vì khi thắng nhìn thấy cái xung lực bán mua này chúng ta thấy rằng là cái lượng mua bắt đầu nó ít dần hơn lượng bán rồi đó thì đó là cái dấu hiệu của giá giảm thôi cái khối lượng giao dịch hiện tại là, là 1,02 triệu đô la cái khối lượng trên sàn là có 0,2 triệu đô và giá hiện tại là 0,00088 0,00089 và ngày hôm nay thắng nghĩ nó sẽ xa dây trong cái khoảng 0,00 09 hoặc 0,001 ở à, tầm đó thôi À, cái lượng token Burn đi đã được tăng 0 0 0,05% 0,005% tổng cung holder cũng có tăng à, tăng 0,1% này rồi um, đó là những thông tin cập nhật về cái sung lực à, bây giờ mình quay vô cái một số cái tin về uh, trên uh, discord đó thì uh, trên này ạ thì có một số những cái thông tin uh, về phát này thì sẽ moon john carry có nói là phát nó là một cái gì đó ồn oh ào và xe đang stay the course tức là đang đi đúng hướng và chúng tôi đang trong cái quá trình cái giai đoạn mà phát triển vận chuyển bây giờ tức là mọi thứ nó đang vận hành và nó đang được di chuyển để lên trên uh, cái cái mạng chính tức là lên vào hệ sinh thái đó. Thì mình vẫn phải chờ đợi và tin tưởng vào John Gary. Khi nào mà có nước uống tăng lực uh, nhãn hiệu Seemon. <laughs> chúng tôi đang làm việc với Monster right now cái monster cái cái nước uống tăng lực monster á, <laughs> ok khi nào zone, khi nào thì chúng ta có cái kế hoạch thuê thêm cái nhân viên là làm chăm sóc khách hàng thì đây thực ra là hỗ trợ khách hàng thì john Kelly trả lời là chúng tôi đang làm việc kết hợp giữa uh, với cái exchange để sản xuất tức là khi nào mà cái exchange nó ra mắt thì nó sẽ có cái 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 customer support có cái cái hỗ trợ khách hàng nha thì khi nào môn exchange có thì sẽ có cái đó rồi thứ hai là về cái uh, chiến dịch cây hack thần Cái Hackathon này này uh, là nó giới, giới diễn ra được rất nhiều ở bên dự án thì Chứ không phải cứ mỗi sẽ Moon nhưng mà khi mà chạy Hackathon á, uh, thì chúng ta sẽ tìm ra những cái đơn vị Họ làm ra cái marketing cho sẽ Moon mà người ta làm vào cái video trước đó Thì uh, cái nhiệm vụ của nó thì đó là Làm hoàn thành cái nhiệm vụ chiến thắng sẽ Moon uh, Những cái team tất cả hoàn thiện uh, những cái giải pháp tốt nhất Thì những người chiến thắng sẽ sẽ nhận được cái món quà đó chính là cái token set môn của chúng ta đó. À. À. đến cuối của tháng 12 này thì sẽ có cái thông tin gì không no wins. như kiểu là có kiếp rồi uh, sếp John Gary mới trả lời là cái thời điểm đó sẽ rất chỉ là tuyệt vời ngon nghẻ à, thì chắc là cuối tháng 12 có cái gì đó này <laughs> rồi về tổng kết cái cái lượng trung bình người ta tìm kiếm trong tuần trên cái sàn Bitmart đấy thì mua đang đứng ở vị trí số bảy, à, đứng sau uh, Baby Doge, đứng sau Saitama, sau Sinja and và sau luôn cả Token Bright. đó, cho nên là cái 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 Token Bright nó cũng khá là là là, là hot đó, à, cho nên là chúng ta có chúng ta cứ giữ thôi, chứ còn không vì 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 thắng nói vậy mà chúng ta bán đi đâu? vì nó cũng là tốt, à, nhưng mà thắng không có đầu tư vào nó. Đó là nói thằng nói thật không có nói dối Rồi thì đấy là cái thông tin về Sệ môn Nó cũng không có quá nhiều thông tin lắm Thì ngày, ngày mai nếu mà có thông tin nào mới hơn Thì mình sẽ cập nhật Thì bây giờ mình chuyển qua một chút về shipnobi Xin uh, cha Xin hiện tại thì Theo thằng cập nhật trên trang chính thì họ đang đưa ra một số những cái tin tức ví dụ như là cái uh, dojo swap v2 là chuẩn bị ra mắt này Đó, incoming này À, thì mình chờ đợi xem cái phiên bản V2 nó tốt hơn như nào thì về cái 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 roadmap của con này cũng khá ổn xem nó làm được như thế hay không đó à, còn lại là đây nó đang à, cập một số thông tin này thì thắng dịch luôn là cho mọi người xem cho nó tiện nó này danh sách gian giao dịch mới có trong giai đoạn cuối thử nghiệm có thể hiệu lực vào một thời điểm nào đó theo tuần chúng tôi vẫn đang chờ đợi họ cho chúng tôi ngày niêm yết chính thức chúng tôi đang làm việc trên hai danh sách trao đổi mới với tổng số năm cái được thực hiện vào ngày bây giờ Đó. thì sẽ muốn họ à, Shipnobi họ cũng khá là tích cực trong cái việc là đi lên các cái exchange các cái uh, decentralized exchange luôn rồi cả centralized exchange thì họ 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 là một cái token nhỏ và họ đang muốn là dựa hơi vào những cái token có nổi tiếng hơn hoặc các cái bên dân vị nổi tiếng hơn để họ đánh bóng thương hiệu cũng như là họ tạo lên cái giá trị cho cái token của họ thì cái tổng cung con ship Sh nobi này nó khá là lớn thắng không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng mà nó rất là lớn nhưng mà nó đã tốt 50 phần trăm rồi thì giờ mình còn có một nửa thì cái khả thi của con này á liệu nó có được làm giống như Shiba Inu thứ hai không thì theo thằng nghĩ là là có thể Thế nhưng mà cái bóng của cái con Shiba nó quá lớn Cho nên cái con Nobi này có khả năng không tăng mạnh được như vậy đâu Nhưng mà giả sử như tăng được cái Ví dụ như 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 Shepmoon À quên như như Shiba Inu mà tăng được khoảng một nửa như như năm ngoái thôi Thì rất có khả năng Sẽ có nhiều người giàu lên nhờ con Nobi này nha à, thậm chí mình không cần phải đầu tư nhiều đâu Có khi vài ba đô thôi Có khi cũng đã có một số tiền khá lớn trong tay trong cái thời điểm cuối năm nay rồi còn tất nhiên đây là cái dự đoán theo tính cá nhân và vui của thắng thôi chứ còn tại vì nếu mà tìm hiểu kỹ với con này á thì cái tính ứng dụng của nó thì nó nó không có nhiều và nó nó cũng chỉ bắt chiếc theo các cái đồng token khác cũng bắt chiếc ra swap cũng bắt chiếc ra blockchain rồi cũng bắt chiếc ra ra exchange trên thực tế thì, thì cái ý tưởng là tốt thế nhưng mà ông ra mắt rồi ông có cạnh tranh được với người ta hay không thì nó là một cái câu chuyện khác còn ra thì thì giống như John Kelly nói rồi ấy, viết cốt 10% quan trọng là cái quá trình chuẩn bị của chúng ta ra mắt thì có ai ứng hay không còn uh, video hôm qua thắng cũng có nói một chút về cái nguyên lý 80 20 hoặc mình có thể nói là nguyên lý 95 năm cũng được thì trên bản chất của thế thôi chúng ta nếu mà chúng ta muốn nằm ở nửa nào thì là tùy chúng ta lựa chọn Đó, thì uh, với ship no be, nên đầu tư nhưng mà đừng đầu tư quá nhiều à, chúng ta nên đầu tư theo dạng gọi là À, đầu tư cầu may thì thì sẽ hợp lý hơn chứ còn thắng không khuyến nghị cô chú bỏ quá nhiều tiền vào cái cái token này nha rồi còn sẽ môn cũng vậy bây giờ là thời điểm nhạy cảm không nên vào mà cũng không nên ra mình có điều kiện thì mình vào thêm thì vào còn nếu mà mình ra tầm này chắc chắn là chỉ có lỗ thôi đó thì trên đây là những cái thông tin cập nhật chi tiết về ship shiba inu token sẽ Moon và cryptocurrency market và nếu cô chú anh chị thấy cái video này hữu ích thì đừng quên like share và subscribe kênh youtube channel của thắng để chia sẻ cái video này tới với nhiều người hơn cần với cái những thông tin hữu ích về thị trường và đặc biệt là token sẽ Moon và nếu như cô chú anh chị có những cái thông tin nào khác có thể chia sẻ ở phần comment section ở video hoặc là click vào cái đường link ở phần mô tả để vào trong cái cái tele channel của tháng để chúng ta chia sẻ thông tin cùng nhau bởi vì trên đó có rất nhiều anh chị có những cái kinh nghiệm dày dặn trong thị trường crypto cũng như là các cái thị trường khác họ sẵn sàng chia sẻ thông tin hữu ích cho chúng ta cũng như là chúng ta có thể thảo luận thêm nhiều và đồ cố chú anh chị và các bạn đừng quên ghé qua cái blog nguyên thắng com để tìm hiểu một số những thông tin về tự do tài chính đầu tư tài chính kinh doanh online và học tiếng anh thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí và đặc biệt nếu như những ai muốn mua sắm trên các cái trang sàn thương mại điện tử như là tiki shopee hay lazada thì chúng ta nên chia sẻ à, chúng ta nên tham gia qua cái đường link thắng chia sẻ ở đây, tại vì thắng đã tổng hợp rất nhiều các cái mã giảm giá theo một cái cốt tự động, chúng ta chỉ cần điền link của cái sản phẩm chúng ta kích vô là chúng ta sẽ có mã giảm giá một cách nhanh chóng hoặc chúng ta có thể tìm trực tiếp và chia sẻ những cái kinh nghiệm mua sắm hoàn toàn miễn phí trên cái trang link giá hàng tốt com và đến đây video xin được kết thúc cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo.